Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng, các tổ COVID-19 cộng đồng được đồng loạt kích hoạt tại các khu dân cư trở thành tấm lá chắn phòng dịch hữu hiệu tại cơ sở. Được ví như những người vác tù và hàng tổng, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đã không nề hà khó khăn, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao để chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi đại dịch. Phát huy nguồn lực tại chỗ, tổ COVID-19 cộng đồng có sự góp mặt của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đến ban công tác mặt trận. Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, hình ảnh các cô, các chú tổ dân phố tình nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch tại các khu dân cư đã trở nên thân thuộc trong lòng người dân Đà Nẵng. Bởi ở cái tuổi 60-70, các thành viên này vẫn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại mỗi con đường, góc phố. Với cái trách nhiệm là quyết bảo vệ cái vùng xanh được an toàn, cho nên chúng tôi trực là đúng giờ và ghi chép đầy đủ những người đến hoặc đi. Riêng khu dân cư là tổng cộng là 13 đồng chí chia ra hàng ngày, mỗi ngày là 6 đồng chí và tiếp tục là còn thêm ngày thứ hai nghỉ rồi tiếp tục còn theo cứ sang sẻ như vậy, không có thời gian nào bỏ sót, chỉ có thời gian từ 8 giờ tối trở về lui thì do công binh công an. Đà Nẵng có gần 2.800 tổ dân phố và 113 thôn. Tương ứng với con số này là số lượng các tổ COVID-19 cộng đồng được thành lập. Từ địa bàn trung tâm thành phố đến các xã của huyện Hòa Vang, tổ COVID-19 cộng đồng đều phát huy tối đa vai trò trách nhiệm tại cơ sở. Tổ COVID cộng đồng của chúng tôi đã thực hiện là y tế tại nhà, lương thực tại nhà, và nhu yếu phẩm đầy đủ. Không chỉ tham gia trực chốt, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng còn tích cực tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động người dân tham gia đầy đủ các đợt xét nghiệm đại diện hộ gia đình, giúp thành phố bóc tách, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Đội trong ban điều hành và kiểm soát chặt chẽ từng nhà, từng người ở trong kiệt hẻm, đây là kiệt hẻm rất nhiều, nhà trọ và những cái nhà cho thuê ở tạm thì phải huy động cho mỗi khi mà xét nghiệm và có mặt đầy đủ, thứ nhất. Thứ hai nữa là tuyên truyền vận động bằng loa phóng thanh, bằng đi trực tiếp, đi từng nhà, từng người. Phân phối lương thực, thực phẩm hay đi chợ giúp bà con nhân dân cũng là những công việc thường nhật của tổ COVID-19 cộng đồng trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Để chia sẻ khối lượng công việc với các tổ trưởng tổ dân phố đã lớn tuổi, nhiều bạn trẻ là cán bộ, công nhân viên chức tại khu dân cư cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ. Mình sử dụng Excel để mình thu thập thông tin của mọi người. Các bà con thì gửi cái danh sách các đồ ăn mà mình muốn mua. Rồi thì ngay từ ban đầu đã thống nhất cái đơn vị là kilogram hay túi hay gói để mà mình dễ dàng thống kê. Rồi sau đó mình sử dụng Excel, mình tổng hợp ra là tổng số lượng đơn hàng của ngày hôm đó là gồm có những món gì và tổng số lượng kilogram, tổng số lượng túi là bao nhiêu. Rồi sau đó mình sẽ đi chợ dựa trên tổng số hàng đó và người đi chợ hộ sẽ đi chợ theo từng khu vực khác nhau luôn. Có thể khẳng định, thời gian qua, tổ COVID-19 cộng đồng đã kiêm nhiệm nhiều vai trò, trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác chống dịch lẫn an sinh xã hội. Đến nay, dù Đà Nẵng đã từng bước kiểm soát tình hình dịch, tuy nhiên không vì thế mà các tổ COVID-19 cộng đồng lơ là nhiệm vụ. Với quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch, tổ COVID-19 cộng đồng vẫn duy trì trực chốt tại các kiệt hẻm vùng xanh, siết chặt phòng dịch tại các vùng đỏ, vùng vàng, chung sức đưa Đà Nẵng sớm trở về với nhịp sống bình thường mới.